Chào các bạn đến với chương trình review những chuyến khảo sát cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisado. Tôi là Quân, phụ trách bộ phận thi công của Tây. Hôm nay chúng tôi rất vui lại được mời các bạn hành quân về với quê hương Văn Trấn, Yên Bái để về đây khảo sát tư vấn thiết kế cho gia đình của anh Đoạt, một ngôi nhà trong mơ các bạn nhé. Vâng, từ miền xa đến miền ngược, bây giờ từ miền biển chúng tôi lại trở về với quê hương Văn Trấn, Yên Bái. Vâng, thì ở đâu thế thôi, chỉ cần gọi điện đến chúng tôi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng xách ba lô hành quân đến để phục vụ cho gia đình gia chủ các bạn nhé. Thì bây giờ mời các bạn hãy cùng chúng tôi đến với Văn Trấn để chúng tôi xem chúng tôi ứng dụng những công nghệ mới nhất vào trong cái quá trình khảo sát cũng như là chờ đón cái sản phẩm thiết kế bằng sử dụng trên phần mềm Revit mới nhất vào trong cái quá trình thiết kế các bạn nhé. Chào bạn. Anh em, tôi có mặt khuôn đất của vị gia chủ chúng ta ở thị trấn Thanh Miện. Thì bây giờ tôi xin giới thiệu qua hiện trạng các bạn nhé. Ở phía trước tay tôi, đây là cái hướng cổng chính của gia chủ. Vâng, còn toàn bộ mảnh đất của chúng ta sẽ được bo từ cái chỗ hàng rào này các bạn này. Hàng rào này đi hết bên này và đi theo toàn bộ cái khu vực tường táp lô xây phía sau đây, chạy xung quanh căn nhà đây. Đấy, thì anh sẽ dự kiến xây dựng một cái ngôi nhà vườn theo kiểu là mái Nhật. Theo hướng chính của chúng ta là về hướng phía trước cây vải này và là vuông góc cái nhà cũ này các bạn nhé. Thì cái nhà của chúng ta sẽ đẩy lùi làm sao tận về phía hết sau này này, cách cái mép tường tầm 1m đến 1m rưỡi và đẩy ra phía góc kia để tạo thành một cái khoảng sân và một cái khoảng nhà rộng ở phía trước này. Anh ơi, nếu tính ra ở cái khoảng vườn đấy thì tương lai sau này vẫn là đất để 50 năm, đất kia không phải đất ở, đất vườn. Đất vườn 50. Có thể quay được nhưng mà. Vâng, ok. Cốt sân của chúng ta với cốt nền nó đang tương đương bằng nhau các bạn nhé. Còn đây là bờ tường hết tường của mình đây. Đấy, tường okay. Em hết. Nghĩa là bây giờ sẽ dịch ra đây sát đây nữa. Đây, cách khoảng một mét, mét rưỡi đấy. Mét rưỡi đến 2 mét. Ở phía sau cũng thế, đẩy lùi sau để có cái sân rộng phía trước này. Vâng. Cổng vẫn là cổng hướng cũ. Đúng rồi. Vâng. Cổng hướng cũ. Vâng, ok. Cấp điện ở từ cũng từ trước anh nhỉ? Đây, cấp điện từ đằng kia. Vâng, cấp nước thì từ đâu anh? Nước cũng từ ngoài kia. Nước. Còn đấy. Thoát nước. Thoát nước thì anh em cho em thoát ở về đằng sau. Vâng. Thoát phía sau này đúng không? Thoát nước là mình thoát rồi. Ok. Thoát nước sau này. Vâng. Nhưng mà đằng này nó hơi chéo chéo tí. Rồi, ok. Thực ra thì phải lấy hẳn một sát góc đây để phát triển thôi. Vâng. Thì mình thấy một cái góc nhỏ cái nhất kia. Rồi, ok. Ok rồi. Chào anh em, sau đây tôi xin review lại quá trình khảo sát hiện trạng của nhà anh Đoàn ở Thanh Miện, Hải Dương. Dự kiến xây dựng một cái ngôi nhà vườn theo phong cách mái Nhật với diện tích khoảng 100m2. Với tổng mức đầu tư là 500 triệu đồng. Ok. Sau khi mà bay fly cao lên cao, tôi xác định được khuôn đất của anh như sau các bạn nhé. Ở đây là cấp điện phía trước này, cấp nước phía trước và thoát nước phía sau. Hướng chính ngôi nhà cũ của anh hiện tại ở đây các bạn nhé. Toàn bộ ngôi nhà cũ của anh là đây. Thì bây giờ anh dự kiến xây dựng ngôi nhà mới trên mảnh hiện trạng ngôi nhà cũ luôn. Để làm sao mà nhưng mà anh lại thay đổi hướng, chính của anh sẽ là hướng ngoài ra phía ngoài này các bạn nhé. Ok, tiếp đến là khi cái cổng của anh ở đây, khi anh muốn đi về đây thì sẽ đi thẳng vào bên này là cái bếp của chúng ta và phía trước này là sảnh chính của ngôi nhà. Ngoài ra thì mỗi bên phía sau này thì có thể là trừ tối thiểu cho anh 1m để làm sao để anh có thể là mở cửa sổ và trồng số cây nhỏ gì đấy. Thì cái việc mà dịch chuyển ngôi nhà như thế nào thì các bạn sẽ bàn sâu với anh hơn nữa để làm sao cái công năng nó tối ưu nhất. Để ngoài ra anh có cái sảnh và phần hiên nó cũng là dễ nhìn nhất các bạn nhé. Thì công năng của anh yêu thích như sau: một phòng khách, phòng thờ, hai phòng ngủ chính và một phòng ngủ phụ, một phòng bếp, phòng ăn và một phòng chính sách. Thì đối với diện tích này thì anh yêu cầu với diện tích phòng ngủ thì nó dao động tầm khoảng 10 đến 13 m2 các bạn nhé. Và ngoài ra thì cái tổng mức đầu tư cũng là cái mà anh sẽ giới hạn rất là của anh là 500 triệu đồng. Thì các bạn thiết kế lại làm sao cho nó hợp lý, phù hợp với túi tiền. Ở đây địa chất thì địa chất là đất thổ, phía dưới là cũng khá cứng. Nên phương án xử lý là phương án bóng băng đơn giản thôi các bạn nhé. Để làm sao tiết kiệm nhất tối chi phí để anh có thể tiến hành xây dựng một cái ngôi nhà mơ ước của anh. Ok anh em. Thank you.
Thank you.